Hôm nay là đương là nắng lúc 7 giờ rưỡi nha các bạn. À, trời nắng nè. À, ánh mặt trời nha các bạn. À. Đây ánh nắng ở trong nhà nha các bạn. Đó, ánh nắng ở trong nhà. Mấy năm trước đó là mình có mua một số cái đồng hồ Dovol này các bạn. Một số đồng hồ Dovol mà mình đã post lên kênh cho các bạn xem đó nha. Giờ đây sẽ mình tăng cường thêm một mấy cái bình các bạn. Ở đây là có ba cái bình điện nè bạn. Ba bình điện xe đạp cũ nha, xe đạp điện cũ nha. Và bốn cái bình Yamato của mình nha các bạn. Hiện tại là đương nối song song hết nha các bạn. Mà ở đây thì nó có mấy cái áp nè các bạn. Nói chung nối song song nên nó cũng chênh lệch không đáng kể các bạn. Cái số thì 12V, số thì 21V nha các bạn. Ở đây á là cái áp bình thật nha các bạn. Ở đây là cái áp bình thật nè. Lúc đó mà mình tải á là trên trên cái đồng hồ, trên cái inverter mình nè, với cái sạc nha các bạn. Đây là cái áp sạc nè. Đó, đây là cái áp sạc của mình này nha các bạn. Đó, ở đây mình có tăng cường thêm một cái quạt. À, thấy nó quay không? Cái quạt để mình quạt cho cái sạc nha các bạn. Cái quạt này là mình cũng mua ở trên mạng nè, một cái dây lồng sắt xài USB nha các bạn. Dây này chân USB nè. Cắm vô cái này sạc nha các bạn. À, cắm vô này sạc để chạy quạt. Ở đây thì nó có một con tắt nè. À, thấy không? À, giờ mình tắt rồi là nó đứng luôn nữa mà thấy không? Giờ mình bật lại lại nha. Đó, là nó chạy. Là nó quạt mát cho cái hệ thống năng lượng mặt trời của mình những ngày nắng nha các bạn. Ừ, là đó, hiện tại là mình đương đương sạc và cũng đương tải nha các bạn. Ở đây có một cái sợi dây điện bên đây mình thiết kế khác nha các bạn. Đó, dây điện nè, dây điện này ra là AC nha các bạn. Đó, mình câu qua bên kia xài nha các bạn. Đó, theo cái đường dấu tay mình nè. Đó, cái dây này. Đó, khi mình quay gần lại cho bạn xem, nó sẽ có dây điện đỏ đỏ nè các bạn, thấy không? Ừ. Là ở đây mình cũng sẽ ra một cái ổ cắm nha các bạn để xài nè. Đó, hiện tại cũng có điện nha các bạn. Ừ. Là mình xài cho hệ năng lượng này của mình là được 350W nha các bạn. Một tấm 200W solar và một tấm 150W nha. Kết nối song song ra là 350W nha các bạn. Và hiện tại là cũng 9 giờ các bạn, trời cũng nắng nè. Này có bóng bóng ma bóng, bóng nắng nè các bạn thấy không? Ừ. Ừ. Có bóng nắng nha. Thì thử đường bao nắng tốt vậy thì mình ở đây á, là mình có là bốn cái bình Yamato này. Ba cái bình xe đạp điện cũ nha các bạn và một cái bình xe máy. Điện xe máy ở đây thì nó cũng hình như được 6 5 AH nha các bạn. 12V 5 AH này. Mình ha. Thì ở đây tạm cho là cái này là 1 ký đi rưỡi điện nha các bạn. Cỡ sẽ chơi cái này 1.200W nè, 1 ký điện nè. Với cái này 14 AH thì cũng được nói chung là cho là ký rưỡi điện đi. Thì một ngày nắng tốt như vậy các bạn, hiện tại là bình nó chưa có no đâu nha bạn, nó mới có 12V nè. Nếu mà đúng áp sạc của mình để là 14 vôn 7 nha các bạn. Đây giờ mình sẽ bấm như các bạn xem cái sạc này. Đây nè.
đó, thì nhiệt độ là 44 độ nè. Đó, một ngày nắng đương nắng thì thu được là 9,4 A nha. Đó, và hiện tại là tải của 12V là không có nè, nó có một cái bóng đèn nè. Ở đây là mình để, vì hiện tại là mình đương để là 14.7V là áp sạc nha các bạn. Thì hiện tại đương xài một cái inverter nè. Đó, mà hệ thống quạt cho cái hệ năng lượng mặt trời của mình nha. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 15 nha các bạn. Trời là cũng đương nắng tốt nha các bạn. Và mình đương sử dụng cho hệ năng lượng mặt trời của mình với sợi dây mình câu nha các bạn. Câu từ ở bên kia qua nha các bạn. Xài cho một cái tivi nha các bạn. Đó. Và một cái quạt. Ở đây hiện tại đó. Theo cái sợi dây màu đỏ nha các bạn. Và cái ổ cắm của mình nè. Đây là những cái đồ mà cái bàn mà đồ mình để đồ điện tử của mình nha các bạn. Nói chung là rất là nhiều thứ linh tinh nha các bạn. Đó, và mình đương sử dụng cho một cái quạt nữa nè. Có một cái tivi nha. Thì đây mấy cái chiều nha các bạn, mình sẽ cập nhật lại thì cho các bạn xem là với một ngày nắng tốt thì mình xài một cái tivi và ngày và một cái quạt, và lượng điện còn lại trong thu được trung bình là bao nhiêu nha các bạn. Hiện tại thì là áp sạc là 13.4V nha các bạn. Đang sạc nè. Sạc xuống cho cái bình này các bạn. Cho 4 cái bình Yamato và 3 bình điện xe đạp điện nha. Một cái bình xe máy nữa nè. Là 4 cái bình, là 8 cái bình nha các bạn. Thì hiện tại là ở đây á, nó đương vô điện là 12.3V nha các bạn. Chỗ thì 12.3, chỗ thì 12.4. Đa số là 12. Nó tóm lại nó cũng có chênh lệch chứ mà không đáng kể, mà tóm lại nó đương vô là 12V mấy thì nghe bạn, 12.4V, 12.3V vậy đó nghe bạn. Mà hiện tại là đương áp sạc là nè, như đây nè, đương áp sạc là cũng cao nghe bạn, 13.4V đều đều luôn các bạn. Thì qua cái kích nó tiêu thụ nên là nó còn có trên cái kích nó chỉ báo volt là 13.1V thôi nha các bạn. Giờ hiện tại là 11:35 nha các bạn. Và mình hiện tại là trời nắng tốt như vậy nha các bạn. Đó, hiện tại là trời nắng tốt bóng nè. Giờ mình sẽ vô cập nhật thử là với trời nắng tốt như vậy thì 350W pin của mình thu được bao nhiêu A nha. Hiện tại là 54 độ nè. Đó, trời nắng tốt như vậy thì 350W pin thu được là 13.1 A nha các bạn. Đó. Và tiếp là đến khi chiều lại mình sẽ, hiện tại mình cũng đương xài một cái tivi và máy quạt nha các bạn. Chiều mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn nghe xem nha. Giờ thì đã bật điện lên rồi nha các bạn. Giờ đã bật điện sáng lên rồi nha các bạn. Rồi ngoài kia là tối rồi nha. Và đây là cái hệ năng lượng mặt trời của mình nha các bạn. Giờ thì nó không còn vô điện nữa đâu. Với cái hệ năng lượng mặt trời của mình 350W này á, thì bạn ngày á, là bạn xài điện là thoải mái nha các bạn. Đó, như vậy thì bạn xài ban ngày là xài thoải mái. Còn ban đêm thì phải có bình lưu điện nha các bạn. Với 350W này thì với cái 8 bình
nhỏ nhỏ của mình với 4 bình Yamato này thì khoảng được 1,5 kg điện nha các bạn. Mà một ngày với 350W thì mình cũng chỉ được 1,5 kg điện thôi, 1,400W gì điện thôi các bạn, thu vô thì chỉ xài cho 3 ngày thôi nha các bạn. Còn ban đêm là không đủ nha, tại vì mình xài ban ngày thì không đủ điện cho ban đêm nha các bạn. Và nếu mà bạn mà muốn xài cho ban đêm á, thì bạn có phải cái tăng lượng pin năng lượng mặt trời đây nha. Đây thì giờ mình đó, giờ mình xài cho ban ngày nên giờ tối lại không còn được bao nhiêu điện trong cái bình nha, thì còn 11 bên mấy là xíu nữa là hết nha các bạn. Ở đây nè đó, giờ trên của mình nó còn có 10 bên mấy thôi, là chỉ 350W điện là chỉ xài cho ban ngày thì nha các bạn, và không đủ lượng điện cho xài cho ban đêm đó nha các bạn. Và mình cũng kết thúc video tại đây. Bạn xem video nhớ like video nha, và đăng ký kênh giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha. Rồi tạm biệt tất cả các bạn, tạm biệt.